Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay lại xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ combo xe lân. Bộ này thì sử dụng tay lái ghi đông nhé, nhưng mà hai bánh đằng trước, hai bánh thì để cho nó đảm bảo tải trọng hơn, bánh hơi, và đằng sau là bánh đặc. Tất nhiên thì sử dụng hệ thống 3 bánh thì giá thành nó sẽ giảm nhiều hơn so với hệ thống 4 bánh. Và cái ưu điểm nữa của cái hệ thống 3 bánh đó là các bác có thể lái ở trong những cái góc cua rất là nhỏ, vuông góc. Đấy, là có thể lái được. Đấy, những cái góc cua vuông góc các bạn có thể lái được bình thường. Đấy. Và trong cái bộ này thì em vẫn cứ giữ cố định cái cấu hình là động cơ 850W, bộ bơm ben 1000W. Thực ra bộ bơm ben 1000W này thì đã đủ đáp ứng cho các bác lâng tải trọng từ 1 tấn là thoải mái rồi. Đấy. Và bên em bán thì cũng lưu ý đến cho các bác là đối với các bác có nhu cầu tải trọng bao nhiêu thì các bạn phải lêu trước để em tính toán, chứ đây chỉ là lưu cho các bạn bố cục thôi. Và tải trọng như trong bộ này thì khuyên dùng là khoảng 700 kg đổ lại. Đấy. Còn có thể theo kết cấu, tùy theo kết cấu các bạn làm nó có thể lâng được 1 tấn cũng không thành vấn đề đối với nó, bởi vì bánh của nó là bánh đặc. Và cũng giống như một số video trước ấy, thì em sẽ chia làm 3 loại bánh bên em đang bán. Đấy là bánh có đường kính là 25, đường kính là 30 và đường kính là 40. Và cũng giống như những video trước ấy, em có nhấn mạnh ấy, thì những cái bánh mà có đường kính nhỏ thì trọng tâm thấp, đấy, lái xe sẽ ổn định khung hơn. Còn đối với những cái mẫu bánh mà to hơn ấy, thì nó sẽ ổn định trong cái tầm nền nhà kém, khu vực không bằng phẳng. Đây là bánh đường kính 40, đây là bánh đường kính 30. Và tải trọng của tất cả những cái dòng bánh đặc này thì đều là hàng bánh nhập, bên em nhập, cho nên là nó chịu tải rất là tốt. Đấy. Cấu hình thì sẽ vẫn cứ như chiều rộng là 90. Bộ đầu này để em sẽ đo kích thước tổng chiều cao. Thì cái kích thước chiều dài cao của cái bộ đầu lái này xuống bánh là 1 mét. Đây. 1 mét. Còn kích thước của cây hành trình cây ben này là 85, tức là cây này có hành trình 600. Thì kích thước của nó sẽ là 85 nhé. Thì các bác lưu ý như này là tất cả các cái cây hành trình ấy thì cứ mặc định sẽ cộng thêm 25 cm. Với các bác mua hành trình 70 thì thân nó sẽ là 95. Thì dựa vào cái đó để các bạn thiết kế cho nó dễ. Còn cây ben này là cây ben 2 tấn là với lực bơm của nó thì mới được 2 tấn. Đấy, lực bơm 16 MPa thì nó mới đẩy được 2 tấn nhé, chứ không phải là cứ 2 tấn là các bạn đẩy được 2 tấn. Đấy. Còn mình bán bộ này thì lực lân khoảng 1 tấn đổ lại là không vấn đề gì cả. Đấy. Chiều rộng cái cầu này thì vẫn là rộng là 90. Và em sẽ bán cái cầu này tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng lựa chọn là tải trọng cao hơn thì bên em sẽ đưa cái cầu cao hơn, tải trọng tốt hơn, và nó còn phụ thuộc vào cái đường kính bánh. Nếu các bạn lấy đường kính bánh 40 thì bên em mới bán cho các bạn cái cầu tải trọng nặng được, vì tải trọng nặng thì cái mâm phanh nó lớn thì các bạn không thể lắp vào được bánh to, chứ còn bánh nhỏ như thế này thì không lắp được. Còn đây là bộ động cơ này là động cơ bơm 2 chiều. Đấy. Con này thì thao tác bằng cái cần này, các bạn lên cần thì nó ben lên, mà xuống cần thì ben xuống, mà bỏ cần thì ben đứng nguyên. Đây là phần van cửa ra. Bơm này là bơm tích hợp sẵn van 2 chiều. Đấy, thùng dầu 3 lít là đủ cung cấp cho các bạn là sử dụng cây ben 1 mét trở xuống vẫn dư dầu luôn nhé. Kể cả các bạn dùng thêm hai cây nhỏ để điều chỉnh cái phần ra vào. Đấy. Thì là bộ này để sử dụng hai hành trình xi lanh thì sẽ cần phải một bộ van đôi. Thì trong đó em sẽ làm một cái clip khác. Đấy. Và nó sẽ sử dụng bơm độc lập. Dây dầu các thứ nó sẽ khác đi. Tuy nhiên là sẽ có nhu cầu, khách hàng muốn nhu cầu là xe lân vừa lân được nhưng mà còn phải vừa chỉnh được cả cái độ ngửa ra ngửa vào, thì các bạn sẽ liên hệ em sẽ bán cho các bạn một bộ van đôi. Đấy,
nhưng lúc đó sẽ là van rời thùng rời chứ nó không tích hợp sẵn như này được. Tích hợp sẵn như này nó sẽ chỉ có xi lanh 2 chiều một hành trình vậy thôi. Còn các bạn hai hành trình hay ba hành trình thì bên em đều có nhé. Để mô tả sơ cho các bác ấy, thì hai hành trình ấy. Thì các bác sẽ phải sử dụng hai hành trình tối thiểu là hai cây xi lanh. Đấy, một cây lưng lên hạ xuống, và như những xe lưng khác này thì nó sẽ có là hai cây hai bên để nó để cái bừng lưng của mình ngả ra ngả vào. Còn không thì các bạn có thể sử dụng một cây đẩy ở chính giữa cũng được, thì tùy theo kết cấu. Đấy, nếu như tải nhẹ nên dùng một cây thôi cho nó đỡ. Thì đồng nghĩa với nó sẽ là đi theo một bộ van đôi và các dây dầu. Dây dầu thì thêm xi lanh là thêm hai dây dầu nữa. Đấy, van đôi và bình dầu rời. Hoặc là bình dầu sẽ vẫn như thế này thôi, nhưng mà sẽ chỉ có một cổng ra. Cổng ra đó sẽ được kết nối với lại và bộ van, chắc chắn là sẽ dùng van rồi. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng bộ van điện từ thao tác trực tiếp ở trên tay lái. Đấy, bên em có bán bộ đấy luôn. Thì sử dụng van điện từ giá nó sẽ cao hơn bộ van này. Đấy, thì bố cục của nó như thế này nhé. Khi các bác mua hàng thì em sẽ giới thiệu là đây là bộ combo số 4 chẳng hạn. Đấy, còn lát nữa em sẽ giới thiệu các bác với combo số 4 này thì sẽ có 3 lựa chọn là bánh 25, bánh 30 và bánh 40 nhé. Đấy, khách hàng lưu ý. Đây, thì sẽ có 3 mẫu bánh như này để cho các bác lựa chọn nhé. Ngoài ra thì sẽ có cả phanh dầu nữa nhé. Cầu phanh dầu này, cầu phanh dầu nhé, các bạn có thể lưu ý chỉ cần đổi kết cấu cầu phanh dầu là được thôi. Thì các bác lựa chọn cấu hình nào thì em sẽ báo giá cấu hình đó. Và khi lên cấu hình thì mặc định là em sẽ báo giá cấu hình là bánh 25, công suất 850W, cầu rộng 90, bộ ben 1000, hành trình 600. Ai có nhu cầu thay đổi về cấu hình và kiểu bánh, kiểu dáng ấy, thì có thể liên hệ bên em để tính lại giá tiền. Sau đây thì em sẽ giới thiệu một số cái bộ đầu lái riêng để cho các bác lựa chọn thêm. Đấy, bộ đầu lái riêng nhé. Thì đầu lái thì nó sẽ có đầu chết, đầu cứng như thế này, và đầu có thể gập xuống. Gập xuống để cho các bác có thể đi bộ theo, không cần nhất không đi theo mà là đi bộ, mình đi bộ mình theo mình lái, hoặc là mình đứng lái, ngồi lái. Tuy nhiên thì phức tạp hơn thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Đó. Thì tạm thời sẽ là một bộ như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ xem những series video khác ở trong cái bộ này. Nhớ follow kênh để bật chuông thông báo nữa. Khi em đăng video mới lên thì các bạn sẽ nhận được những cái thông báo ngay khi em đăng video lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.